Chào anh em, hôm nay thì mình sẽ gửi tới anh em tập 1 của game Don't Starve Together. Tập 1 này mình sẽ hướng dẫn qua về cho những người mới chơi, chưa chơi về cách gọi là thu nhặt nguyên liệu cũng như tài nguyên để có thể sống được qua, gọi là chuẩn bị qua được cái mùa đông đầu tiên, sau đó là đến mùa thu và mùa hè. Nhưng trước khi tiến tới với phần chơi này thì đầu tiên mình sẽ giúp cho những người mới chơi và những người chưa chơi cái cách gọi là dễ dàng hơn khi mà sử dụng in game, và hiện tại mình cũng đang sử dụng đó là các mod. Mod là những cái add on khi bạn add vào để có đó có thể bạn giúp cho bạn hỗ trợ thôi, không có quá nhiều, cũng không làm cho game nó dễ dàng hơn khi mà độ khó thì vẫn là như thế. Đầu tiên thì bạn có thể nhìn thấy ở trên màn hình hiện tại là đang là bên ngoài của Steam. Thì bạn sẽ chọn ở cái phần Don't Starve Together, sau đó bạn chọn Browser Workshop. Khi bạn bấm vào Browser Workshop thì bạn sẽ thấy trên màn hình đó là most popular item in the past week, in the past week. Thì bạn sẽ chọn vào CO popular item này. Thì ở đây nó sẽ hiện ra rất nhiều mod mà bạn thể cài vào, nhưng mà mình sẽ chọn ở cái phần short buy và chọn là top rated all time. Thì ở đây những mod mà mình đang dùng đó là gì? Minimap HUD. Khi bạn cài cái mod này, bạn sẽ có một cái minimap nhỏ ở trên cái phần thanh status của bạn ở trên góc bên phải màn hình. Đó là mod đầu tiên mà mình sử dụng. Mod thứ hai mình đang sử dụng đó là Combine Status. Khi dùng mod này thì nó sẽ chia hẳn ra cho bạn đó là dạ dày, não và thanh máu. Nó sẽ ghi hiện số luôn ở dưới bạn, chỉ bạn không cần phải chỉ vào để nó mới hiện. Sau đó là nó có thêm một cái đồng hồ nữa, đó chính là cái đồng hồ để nó gọi cho biết bạn hiện tại đang ở mùa nào. Xuân, hạ, thu, đông đều có độ ướt, gọi là khi bạn ướt quá nhiều thì não bạn sẽ giảm, thì đây nó sẽ hiện lên luôn. Và thứ ba đó là thành nhiệt độ, đó là cũng khá là quan trọng trong game khi mà bạn bắt đầu tới mùa đông. Khi thành nhiệt độ giảm xuống thì bạn thể gọi là sẵn sàng để chế tạo đá nhiệt và mũ cộng với áo mùa đông, qua đó giữ ấm cho bạn. Đó là mod thứ hai mà mình muốn giới thiệu cho các bạn. Đến với mod thứ ba đó là Health Info. Với Health Info này bạn có thể nhìn và chỉ tới tất cả các gọi là các con vật, các loài vật trong Don't Starve Together và nó sẽ hiện máu lên. Thí dụ hiện tại như ở đây đó chính là con tê giác máy có máu là 900. Sau đó là nó còn bao nhiêu máu. Qua đó sẽ giúp cho bạn gọi là biết và xử lý tình huống nhanh chóng hơn và dễ dàng hơn. Thứ tư đó là Display Food Value. Thực ra thì mod này bạn có thể sử dụng đó là khi bạn bấm vào, khi bạn nấu xong một món thức ăn nào đấy như kiểu meatball, bạn này chỉ vào đấy thì ngay lập tức nó sẽ hiện lên là khi bạn ăn nó sẽ hồi bao nhiêu dạ dày, bao nhiêu não và bao nhiêu trái tim. Đó là mod thứ tư mình dùng. Đến với mod thứ năm đó là Global Position. Mod này dùng để chủ yếu đó là khi giả dụ nếu hai bạn ở cách xa nhau thì vẫn khi bạn bấm gọi là cái hotkey của map lên thì bạn vẫn có thể nhìn thấy người đồng đội của bạn, bạn bè của bạn hiện tại đang ở chỗ nào trên minimap, nó sẽ hiện lên như thế này mặc dù bạn không hề có xa là của đồng đội. Đến với thứ sáu đó là Extra Equip Slot. Bình thường khi bạn không cài mod này thì bạn chỉ có thể gọi là nếu bạn dùng ba lô thì bạn sẽ không dùng được áo giáp, còn nếu bạn dùng áo giáp thì không sẽ không dùng được ba lô. Nhưng khi bạn cài thêm một được mod này, bạn sẽ có thêm hai slot, đó là slot của cái ba lô và một slot là của gọi là cái dây chuyền đeo trên người, thì bạn có thể đeo gọi là dây chuyền hồi sinh hoặc là dây chuyền làm cho bạn mát hơn, dây chuyền làm cho mát trong mùa hè. Đó là mod thứ sáu mà mình hay dùng. Đến với mod thứ 7 sẽ là Smarter Crock Pot. Khi mod này thì bạn cài vào thì khi bạn nấu ở một cái bếp, khi bạn cho thịt bình thường, khi bạn nấu trên một cái bếp, bạn chỉ có nút đó là cook mà thôi. Như ở đây đó chỉ có một nút cook. Nhưng khi bạn cài thêm một mod này nó sẽ có thêm một cái chữ đó là predict. Thì bạn hãy bấm vào đây nó sẽ hiện ra cho bạn đó là khả năng sẽ ra được món gì. Như là nếu mà hai thịt, một thịt và ba rau thì sẽ là ra meatball rồi, nhưng nếu mà gọi là cho hai quả trứng và hai gọi là hai thịt quái vật thì khả năng chỉ gọi là 50-50 ra được cái bacon thôi,
gọi là thịt nướng. Còn 50% sẽ ra thịt gọi là bánh quái vật Monster Lagna. Đến với cái thứ 8 đó là Extended Indicator Whip. Thì với cái mode này nó sẽ hiện ra đó là một cái hình nho nhỏ như trên cái màu đỏ này đã được khoanh tròn. Nó sẽ luôn luôn hiện ra đó đồng đội của bạn đang ở hướng nào. Chứ bạn không cần phải bật map đây, nó sẽ hiện là chỉ mũi tên đồng đội của bạn đang ở dưới, ở trên, hay ở bên phải hay ở bên trái. Mode này cũng khá là tốt nhưng cũng không gọi là quá cần thiết nếu bạn nào không muốn đào thì cũng được. Bởi vì khi đó bạn đã có được cái global position rồi. Và cái có lẽ là cuối cùng mà mình cũng hay sử dụng nhất đó chính là increases stack size. Nó sẽ increase lên gọi là mọi thứ lên thành 99, từ vàng, đá, gỗ, rau cỏ, mọi thứ đều sẽ lên được tới 99. Ok, và đó là tất cả những gì mà mình giới thiệu cho mọi người về những mod mà bạn có thể đào và sử dụng. Ok, chúng ta sẽ cùng tạo một world mới nha. Một world mới. Đầu tiên là bạn sẽ chọn là co-op, gọi là chơi với bạn bè. Thì hiện tại thì mình sẽ để là friendly thôi. Path thì mình sẽ tạm thời giấu đi. Sau đó đến phần world. Thường thường thì mình sẽ hay chọn đó là add cave, đó là add hang. Sau đó thì chuyện đó thì mình sẽ nói chuyện sau. Về phần forest, đó là phần trên mặt đất đi, thì mình hay chơi đó là world size, sẽ là large, đó là huge, truyền hình gọi rất lớn. Sau đó là có event thì hiện tại sẽ có là cái Hallow the Night, mình cũng hay chơi đó là Halloween. Khi bạn đổi quà cho picking thì bạn có thể gọi là ra được những viên kẹo. Và sẽ có những cái gọi là thùng bí ngô pumpkin. Với những bạn mới chơi thì bạn có thể để đó là mùa thu dài, autumn long, nó sẽ trở thành 30 ngày mùa thu. Nếu muốn khó hơn một chút xíu thì mình hay để đó là frog rain, đó là mưa ếch. Thì mưa ếch sẽ xảy ra vào mùa xuân, sẽ xảy ra rất nhiều. Đó là có thể là Touch Stone, thì đó là cái bệ đá hồi sinh bạn có thể để thành mo. Khi đề phòng đó là bạn chết thì bạn có thể gọi là chạy tới đấy và bấm vào cái bệ đá hồi sinh thì ngay lập tức bạn sẽ được hồi sinh lại luôn. Đó là Fearless Survival, đó là những cái bộ xương của những người chơi trước đây thì nó sẽ để random trên map. Và khi bạn đập những bộ xương này bạn có thể ra được cái bone shark để có thể làm được như là mũ của Deer Club hoặc là phân bón. Thì mình cũng sẽ để là mo. Đây đó là disease, đó là bệnh. Những bạn nào chưa quen và chưa biết chơi thì disease có thể có rất nhiều chế độ và làm cho bạn hơi khó chịu. Đó là khi bạn trồng cây thì sẽ đến một lúc nào đó nó sẽ bị bệnh và sẽ chết đi. Và nếu bạn không đào nó lên thì ngay lập tức nó sẽ lan rất nhanh với những cái cây xung quanh, như kiểu cỏ, sau đó là rau củ quả, nó sẽ chết hết. Với những bạn nào mới chơi thì bạn có thể chờ để thành năn, hoặc những bạn nào mà chơi lâu như mình thì có thể đánh fast. Nhưng thôi, khi mà đây là mình làm một video thì có lẽ là mình sẽ để năn để cho mọi người chơi có thể cảm nhận thấy dễ hơn. Tới phần resort thì mình vẫn để như thế này thôi, vẫn gọi là mọi thứ đều như cũ, không có gì quá nhiều cả. Đến phần rau củ quả thì mình cũng để như vậy. Sau đấy là đến forest animal, là những con vật trên mặt đất, thì ở đây có hiện tại rất nhiều. Đây là những monster, thì hiện tại đây là những con boss mà bạn hệ chỉnh, đó là Deer Club, con vịt. Deer Club là con quái vật hiện ra khi ở mùa đông. Con gấu, badger, nó sẽ hiện ra khi mà đến mùa thu thứ hai, còn mùa thu đầu tiên thì nó không bao giờ hiện ra cả. Con vịt trời, đó là con quái vật nó sẽ hiện ra vào con boss của mùa thu. Và dragonfly là con boss của mùa hè, nhưng dragonfly nó sẽ mặc định là nó sẽ spam vào một nơi nhất định rồi. Nó sẽ luôn luôn có một con dragonfly ở đấy. Thì mình sẽ để đó là Deer Club làm mo. Vịt giờ cũng sẽ làm mo. Và badger cũng sẽ làm mo. Con Krampus này, đó là con quái vật khi bạn hiện ra khi bạn giết con ruồi. Con ruồi đó là Gloomer. Về Gloomer như thế nào mình sẽ giới thiệu khi mà mình đang chơi. Thì khi bạn giết Gloomer hoặc là khi bạn giết quá nhiều chim chóc, cỏ, thỏ hoặc là đàn bò quá nhiều thì Krampus sẽ hiện ra. Và có khá là nhiều thứ, và có lẽ điều đặc biệt nhất mà khi bạn giết được Krampus đó là 1% ra được cái túi của Krampus. Túi của Krampus là một trong những item khá là xịn và có lẽ là hiện gọi là ngon nhất trong Don't Starve Together. Tiếp theo đây là những con quái vật, thì đây là Tree Guard, thần rừng. Khi bạn chặt quá nhiều cây thông hoặc là những cây sồi thì nó sẽ hiện ra, và tùy vào từng cây mà nó hiện thì sẽ có gọi là cây nhỏ, cây bé và cây
cây nhỏ, cây trung bình và cây lớn thì sẽ có những lượng máu nhất định của từng con. Và đây đó là Poison Burnout Tree, đó là cây gọi là cây quỷ. Cây này thì sẽ spam ra khi bạn chặt vào những cái cây gọi là những cây cho bạn, những cái cây mà nó hay spam ở picking, thì tí nữa vào game mình sẽ chỉ. Đây là Lupin, đó là gọi là cây bắp cải. Nhưng mà cây này nó chỉ hiện ra spam ra vào mùa hè thôi. Bắt đầu spam ra vào mùa thu, à nhỉ, mùa xuân nhé. Nó bắt đầu spam ra vào mùa xuân. Khi bạn trồng nó thì nó sẽ có máu là 300. Và sau khoảng tầm 2 đến 3 ngày nó sẽ tạo ra những con mắt xung quanh. Những ai đi vào đấy thì sẽ bị đánh. Và những cái thứ gọi là bị đánh chết với con mắt nó sẽ ăn. Và bạn có thể dùng con gọi là cái cây bắp cải để thể gọi là đánh nhện. Hoặc là xây cạnh nhà nhện, hoặc xây cạnh nhà cây, xây cạnh gọi là hồ để có thể có thịt được. Sau khoảng tầm 10 ngày gì đấy, bạn có thể là quay lại và đánh những con mắt và đánh vào cái trung tâm tree guard này, cái lua pen này, cây bắp cải này, để có thể lấy được là tất cả những gì mà nó đã giết được. Đây đó chính là clockwork. Khi bạn đánh con này thì bạn có thể ra được cho mình đó là gear, cái gọi là gì nhỉ, bánh răng để bạn có thể làm tủ lạnh và làm máy bắn tuyết, máy bắn đá để có thể gọi là tránh lửa, tránh cháy nhà vào mùa hè, và máy lạnh thì chủ yếu là để bạn giữ đồ ăn thôi. Mình sẽ chỉnh đó là hunt, đó là nhiều dấu chân. Qua nhiều dấu chân thì bạn có thể tìm được nhiều con voi hoặc là những động vật bất ngờ như là con chó sói hoặc là con cừu. Bởi vì trong ngày đầu tiên khi bạn ngay lập tức trong ngày đầu tiên khi bạn vừa spam ra, bạn đi tìm luôn cái dấu chân này thì nó sẽ bắt đầu là có 3% khả năng là tìm được chó sói. Hoặc thường thường đại đa số sẽ tìm được con voi để lấy thịt thuộc và voi voi để có thể làm áo mùa đông. Lợn mình cũng sẽ để là nhiều. Sau đó là catcoon, đó là gấu mèo, thì mình cũng sẽ để là more. Và butterfly mình sẽ để khá là nhiều, more. Đó là những gì mà mình hay làm và mình hay chơi. Đó là world, gọi là world mình thấy dễ nhất để cho những người mới chơi có thể dùng được và chơi. Sau đó là bây giờ sẽ đến phần FK, là add hang động vào. Đây gọi là bạn có thể đi xuống dưới hang động, thì mình vẫn chỉnh là default sẽ là world size, sẽ là huge, là lớn. Sau đó là touchstone cũng là nhiều, survival cũng sẽ là nhiều. Nhưng bạn nào không quen là mới chơi ở dưới thì bạn có thể để cái light flower, đó là như kiểu khi bạn xuống dưới và bạn đi gần tới những cái hoa này thì ngay lập tức nó sẽ sáng lên như kiểu một cái đèn pin vậy, tự sáng lên. Thì mình sẽ để là more để cho mọi người nhìn và sẽ dễ hiểu. Còn những động vật, những con quái vật ở dưới hang thì mình vẫn để như default thôi. Ok, chúng ta sẽ cùng chuyển sang tab thứ 3, đó là mode. Thì như mình đã nói, những mode mình hay sử dụng đó là display food value, extended indicator, extra equip slot, global position, health info, increase stack size, infinite 10, và cuối cùng là quick pick. Và chúng ta cùng generate world, launching server. Khi bạn SK thì nó sẽ tạo thành một cái server, chứ bạn không trở thành một admin nữa. Ok, đây sẽ là của Don't Start Together. Và nhân vật có lẽ là theo mình nghĩ những người mới chơi thì chơi dễ nhất đó chính là Winston. Mình sẽ ra một tập nữa sẽ giới thiệu về tất cả những nhân vật trong Don't Start Together, về từng nhân vật và từng gọi là những khả năng của họ trong game. Thì với tập 1 này mình có lẽ là mình với những tập mà mình chơi thì mình sẽ hướng dẫn mọi người chơi hero gọi là nhân vật dễ nhất, đó chính là Winston, một nhân vật mà không quá khó để có thể sống qua được các mùa. Go. Ở đây thì mình có thì các bạn có thể chọn gọi là cho nhân vật mặc áo và quần áo gì. Hiện tại mình có khá nhiều quần áo, và đây là bộ mình chọn. Default các kiểu thôi, chả có gì nhiều, mình cũng chả có đồ gì đẹp cả. Này rồi, let's go. Bắt đầu vào với game. Đây là đá hồi sinh như mình đã nói, touchstone. Thì khi bạn đã chết thì ngay lập tức bạn sẽ có thể hồi sinh ngay ở đây được. Bạn thành một con ma và bạn có thể bấm ngay ở đây. Và như mình đã nói, đây là cái minimap HOD mình nói. Khi bạn đào về bạn thì bạn sẽ có một cái minimap bé ở đây, bạn có thể gọi là kéo ra zoom vào các kiểu. Và đây là cái help, những cái mà hỗ trợ cho bạn mùa này. Sau đó là dạ dày, trái tim, máu, và hiện tại nhiệt độ đang là 34.
Điều đầu tiên trong ngày đầu tiên, trong khoảng tầm 5 đến 6 ngày đầu mà mình muốn giới thiệu cho các bạn, đó là các bạn hãy cố gắng đi thật xa, mở map thật nhiều vào và nhặt nhiều tài nguyên như kiểu cây cỏ, cây cành cây là twig và cỏ đó là cái cut grass này. Và cố trong ngày đầu tiên thì bạn hãy cố gắng nhặt 12 cái hoa để có thể làm được cái vòng hoa trên đầu. Khi mà bạn làm được cái vòng hoa thì bạn có thể tăng não và giúp tránh bị tụt não quá nhiều. Với Wheelstone này thì khi bạn não bạn tụt xuống dưới 30 thì ngay lập tức sẽ hiện ra những con ma và những con bà đấy là có thể đánh bạn gây mất máu hoặc là làm cho bạn chết đi nếu bạn máu quá thấp. Với Finn, với thường thường những bạn mới vào và mới chơi thì khi bạn có được cái Finn này, đó là gọi là cái đá nhọn đi, thì hay sẽ làm đó là cái rìu axe để có thể chặt gỗ. Nhưng với mình khi mình vào game đầu tiên, đó là mình sẽ đi dùng làm cái cuốc mỏ chim, cái pickaxe để có thể đập đá. Bởi vì sao? Lý do mình làm cái cuốc mỏ chim đầu tiên đó là pickaxe để mình có thể đi ra để mình tìm những cánh đồng đá để mình đập đá luôn. Bởi vì đó là những cành cây thì nó sẽ spam liên tục trên map. Còn khi bạn nhặt twig thì twig có thể khá hiếm và như mình may mắn thì có thể spam rất nhiều gọi là cái phìn đây. Còn bình thường khi mà bạn đi trên map thì cái phìn này sẽ rất ít khi gặp ở lúc đầu. Còn về sau thì bạn nhiều, nhưng mà thường thường thì ở lúc đầu thì bạn có thể khó, gọi là hơi ít gặp nếu mà chơi nhiều người. Nên là mình sẽ làm cái cuốc mỏ chim trước và sau đó mình sẽ bắt đầu đi ra đập đá. Thì đây đó là cái vị trí mà hay spam rất nhiều đá, đó là cái màu này. Màu đất này sẽ spam là gọi là có thể cánh đồng thiên thạch. Khi mà đây thiên thạch sẽ rơi nhiều và khi thiên thạch rơi thì có thể ra cái đá được, rơi xuống đá để bạn thể gõ và đập. Làm luôn cho mình một cái torch, đó là một cái đuốc để thể đi đèn trong đêm. Với mình thì mình ưu tiên gõ vàng hơn, bởi vì vừa khi bạn gõ vàng bạn có thể vừa ra ngay lập tức đá, gọi là đá này, sau đó đá nhọn và vàng. Vàng về sau bạn có thể chế luôn đó là cái nhà khoa học cấp 1 để bạn có thể chế được cái là cái ba lô để bạn thể gọi là thêm một số slot nữa, một số slot phụ. Đây là đá moon rock. Đây là moon rock, khi bạn có thể khi bạn gõ bạn có thể ra được một đá moon rock, đó là đá mặt trăng, từ một viên đá mặt trăng hoặc là từ 1 đến 2 tùy vào độ may mắn của bạn. Sau đó thì chúng ta đi nhặt gọi là một tí rau củ quả thôi, đề phòng lúc đó thì lập tức có thể ăn luôn, là ăn được luôn. Bây giờ chủ yếu trong từ ngày đầu cho tới ngày 5 và ngày 6 thì mình chủ yếu chỉ sẽ có chỉ là đi mở map, xem map nó chỗ nào có thể đẹp đẽ hoặc là đủ để thể xây được một cái base ok. À, chưa kể đó là phải đi nhặt hoa nữa. Thường thường ở những gọi nơi mà có hoa nhiều như thế này sẽ là có tổ ong và tổ ong chúa. Đây sẽ tổ ong chúa hiện hiện trên map. Với tổ ong chúa này, khi bạn dùng búa đập thì trong những lần đầu đập thì nó sẽ ra cho bạn đó là những mật ong, nhưng khi bạn đập quá nhiều thì nó sẽ tạo ra một con ong chúa có máu lên tới 16.000 và một trong những con boss mới nhất của Don't Starve Together, và nó sẽ dí bạn đến khi nào bạn chết thì thôi. Một điều đặc biệt với con ong chúa này đó là nó không hề đánh những con boss khác, nó chỉ cần dí theo bạn thôi. Và đây ở hiện tại trên map thì có hai dạng tổ ong, đó là một dạng tổ ong thường màu vàng và một tổ ong nó sẽ theo như kiểu đó là tổ màu ong màu đỏ. Đây là tổ ong bình thường. Một tổ ong bình thường khi bạn đến gần thì nó sẽ không làm sao cả và nó sẽ không làm gì bạn. Nhưng khi bạn chỉ cần đến một chạm gần một chút xíu cái tổ ong màu đỏ thôi thì ngay lập tức nó sẽ hiện ra đó là những con ong màu đỏ này và đó là những con ong killer bee, thì nó sẽ chích vào người bạn luôn khi bạn đến gần. Đây đó chính là gear. Mình khá là may mắn khi ngay lập tức chạm vào không cần đánh gear thì nó cũng đã ra được cho mình đó là hai gear luôn, là có sẵn và một cái giáo để mình để thể đập nhau. Thường thường thì những mảnh đất mà nó màu đỏ hoặc là màu tím như thế này thì sẽ là nơi mà spam là gear. Đây trên map nó sẽ màu như này, màu khác hẳn so với những màu đất còn lại, nó sẽ spam là gear luôn. Và mình cũng khá là may mắn khi mà tự dưng đi vào nhặt được luôn đó là hai gear để làm được cái tủ lạnh khi mà mình làm base, không cần phải kiếm nhiều. Đây cũng là một nơi mà thể spam được gear, và mình cũng lại may mắn nữa, mình lại tìm được cái nơi mà spam được gear rồi.
Yeah, thì thực ra nó cũng không có gọi là nơi nào nó spam ra cố định cả, nó thường thường nó spam ra random mà thôi, nên là phụ thuộc vào độ may mắn của bạn khi đi trên mặt đất. Như mình đã thấy đó là ở đây thì mình đã thấy một chút xíu cái rìa này, đây sẽ rừng thông. Một cái cánh rừng thông này thì thường thường cũng là sẽ là nơi mà spam là những đàn nhện nha, những tổ nhện. Thì ở những ngày đầu và những ngày tiếp theo thì bạn không phải đánh tổ nhện, bởi vì nó mới chỉ tổ nhện một thôi, nó không phải là tổ nhện ba. Wow, rất nhiều ghi ở đây, khi chúng ta lại thấy là có một con tê giác nữa, 3 điểm ghi luôn. Ngay ở thời điểm gọi là ngay ngày đầu tiên mình spam, mình đã tìm được ghi rồi. Lẽ là bây giờ mình sẽ cố gắng đi chặt một chút gỗ để có thể xây được cái nhà gọi là nhà khoa học cấp 1, để mình có thể tạo được để xây được cái nhà khoa học cấp 1. Đây sẽ là tổ nhện thứ nhất, level 1, từ từ để đợi đến trời sáng mình sẽ chỉ cho các bạn. Đây, nếu mà bạn nào đi qua cái hố này thì bạn có thể thấy đó là một màu đen. Thì bạn cũng không phải sợ, cũng không kiểu kiểu bạn cũng không phải sợ là một cái gọi gì nhỉ? Cái quicksand. Bạn này đi vào mà nó cũng chả làm sao cả. Cái này khi mà ở mùa đông thì nó sẽ hiện ra đó là cái nhà băng, cái nhà này sẽ spam ra con Tuska. Con Tuska là con gì thì mình sẽ nói trong tập những tập tiếp theo khi tới mùa đông sinh tồn. Tại thì đang có nhện đang đánh nhau với lợn thì mình có thể ra gọi ra hóng, gọi là gì nhỉ, ngương đắc lợi vậy, xem chúng nó đánh nhau và mình sẽ đi lượm đồ thôi. Ạo, thôi đừng thả cho tao, thả 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 thả, em xin lỗi các anh, em xin lỗi, trời em ăn rồi, em không làm gì đâu, em ăn thôi thôi, các anh đánh nhau đi, được rồi, thôi rồi, thôi được rồi, thôi được rồi, được rồi, các anh đánh nhau, đúng rồi, đánh nhau đi, đánh nhau, đúng rồi, đánh nhau, đánh nhau, bây giờ là Barry để lên máu. Chúng ta đợi chờ hốt thôi. Chặt cây thì hiện tại thì cũng không cần nít tre cho lắm, chúng ta sẽ vứt ra trước để nhặt gỗ. Sau đó là nhặt cái quả thông này để trồng cây. Khi và mình muốn muốn nói là trong 3 ngày đầu tiên thì bạn không phải sợ là có thân cây ra. Sau ngày thứ ba thì sẽ bắt đầu có thân cây ra. Và lúc đó khi mà bạn chặt quá nhiều cây thì ngay lập tức nó sẽ spam ra, và đây là những gọi là những cây như kiểu như thế này là những cây lớn và gọi là những cây lớn hẳn rồi. Đây là những cây trung bình, cây tầm cỡ trung bình, và đây sẽ là cây những tầm cỡ nhỏ, và tùy tùy vào độ xui xẻo của bạn thì thần tượng nó sẽ spam ra vào từng cây một. Nếu mà nó spam ra vào gọi là cây bé thì sẽ máu lượng máu của thần rừng lúc đấy nó chỉ gọi là tầm hình như là khoảng tầm 2.000 máu thì phải, cũng không quá nhiều. Có thịt easy, một thịt đùi có thể nấu lên ăn. Khá là đen khi ở đây thì chỉ có gọi là tổ nhện thôi, chứ không hề có cỏ, một cái mình đang khá là cần. Thêm một cái xương nữa, và đây là có cái áo lá bạn nó nên mặc, nó tùy vào chỗ spam. Ok, bây giờ chúng ta có thể xây được cái nhà Science Machine. Hiện tại thì nếu mà xây Science Machine mình không biết rằng sợ có để đủ để làm được ba lô không nữa. À, lẽ là mình sẽ đi mở map thêm. Một tổ toàn Killer Bee ở đây luôn. Rồi xong. Chỗ này là Killer Bee rồi. Chắc chắn chỗ này toàn Killer Bee rồi. Có lẽ là mình sẽ phải chạy rồi. Ôi, giúp kinh, giúp kinh, giúp kinh, giúp kinh, giúp kinh, giúp kinh. Giúp kinh, giúp kinh. Ôi, nhầm nhầm nhầm, em nhầm, em nhầm. Ôi. Rất nhiều Killer Bee ở đây. Em nhầm các anh ơi, em nhầm, tha cho em. Ok, chúng ta sẽ xây một nhà Science Machine. Học được khá nhiều thứ, và điều đầu tiên mình muốn học đó chính là làm cái túi ba lô để mình có thể thêm được 8 được slot nữa, thêm 8 slot nữa bạn hãy dùng. Vứt vào đây những item mà bạn cần thiết thì mình sẽ vứt vào những tài nguyên đây chủ yếu.
fin gear các kiểu để mình thêm được những slot nữa. Những vị trí slot đầu thì mình sẽ để ra những item mà mình đang cần thiết nhất. Xong sau đó thì thường thường mình sẽ học luôn đó là làm cái xẻng và làm cái búa hammer này. Đó là tùy từng bạn lựa chọn thôi, bạn hãy làm thêm những item như kiểu gọi là dây thừng hoặc là đá xịn, gọi là đá đã qua mài giũa rồi, còn như mình chỉ học như thế này thôi. Sau đó thì bạn nên chặt thêm gỗ trong lúc này nếu cần thiết, thế để xây được một cái lửa trại nhỏ. Các bạn thấy mình đã bấm vào cái campfire. Đây là một cái campfire nhỏ bạn để xây. Chủ yếu việc mình có thể bấm vào cái gọi là mình muốn xây một campfire nhỏ đó là để mình có thể thu thập thêm được đồ ăn và mình nấu lên thôi, cho nó chín lâu hơn. Nhưng bình thường khi bạn nói là bạn ăn cá rốt, bình thường nó chỉ hồi cho bạn đó là 12,5 dạ dày và 1 máu. Nhưng khi bạn nấu lên thì nó sẽ hồi cho bạn khá là nhiều và tương đối chủ yếu là về lượng máu thôi. Nếu mà bạn không có item hồi máu đầu game thì khi bạn có thể nấu lên đó gì? Đó là khi bạn nấu lên sẽ có cà rốt này, đó là 12,5 vẫn là dạ dày nhưng mà máu sẽ hồi được 3 máu liền. Khá là tốt cho những gọi là những item khởi điểm hồi máu đầu game. Không mất quá nhiều thời gian chỉ đi nhặt cà rốt và làm một cái campfire nhỏ để nấu thôi và ăn. Campfire vẫn còn, nấu luôn một cái thịt đùi để có được miếng thịt cho hịn nó. Có được một miếng thịt và một miếng dao thôi, nấu luôn. Cho thêm tí lửa để giữ lại một chút. Thế nên nấu nốt cà rốt trong lúc này, tận dụng hết khả năng là của campfire. Đó thì sẽ đào này lên luôn. Thêm được một gỗ. Lý do hiện tại mình chưa đào cây cỏ hoặc là cành cây lên bởi vì mình không muốn tốn quá nhiều slot. Hiện tại mình đang muốn giữ những slot này để cho những lúc cần thiết thôi, chứ mình chưa, hiện tại mình chưa muốn đào. Đây, khi bạn đi qua đây và bạn sẽ thấy một cái eyeball này khi bạn nhặt lên. Mình có lẽ là một cái map mình khá may mắn đi, sau cái map này nó mở ra thì nó sẽ có một con thú ghi ra bạn, một con Chester là một cái hòm di động. Nó sẽ có 9 slot, bạn thì vứt ở đây được mọi thứ luôn, thì map mình sẽ vứt luôn vào đây, đó chính là cái tơ nhện này. Đó. Map này có lẽ là mình khá là may mắn và lần đầu tiên mình chơi may mắn như thế này. Đi gặp được rất nhiều những thứ mà mình cần thiết, gọi là nhiều slot để giữ cho mình dễ sống hơn. Chester. À, quên mất cái Shine Machine. Có lẽ là mình sẽ quay về để đập cái Shine Machine khi mình đã không dùng. Quên, đang nói chuyện nhiều lại quên mất điều này. Nhìn một chút berry để thể ăn. Đỡ phí tài nguyên khi mình cũng sẽ không dùng cái Shine Machine đấy. Thì bạn thể về bạn dùng búa bạn đập thì nó sẽ trả lại cho bạn những tài nguyên mà bạn đã sử dụng thôi. Cái Shine Machine này. Nhưng mà trước khi đó thì mình sẽ dùng một chút để xây dựng những thứ mới như đó là cái này. Hiện tại phải có cái nhà cấp 2. Có lẽ là mình sẽ dùng xây thêm và có cái giác gỗ đã. Là cái item có thể bảo vệ mình thôi. Đó, mình sẽ đập đi. Đó, lấy lại được những tài nguyên đã mất. Đã phí hoài, sau đó mình lại đi thôi. Đây là một tip tiếp theo, đó là bạn hãy điệp đường gạch này. Đường gạch này thì đại đa số nó sẽ dẫn tới đó là nơi mà picking đang ở. Đây là đường gạch. Thì thường thường đến 90% thì nó sẽ dẫn tới nơi mà picking đang ở. Thì ở picking bạn hãy đổi cho picking gọi là những item mà khi bạn đổi bạn sẽ nhận được lại, đó là vàng và kẹo nếu bạn chơi Hollow Knight khi mình đã setting trước đó ở phần world thế giới. Còn bình thường khi bạn đổi đồ cho picking thì nó sẽ cho bạn vàng. À, thì mình cũng đang qua cái nhông đá thôi, tiện thể cũng đập luôn một chút đá với vàng với cả phi nữa khi mình cũng đang thiếu khá nhiều. Tiện thể thì đập luôn.
Nhặt tí cỏ. Đây là con chim. Wow, lại có hai miếng thịt. Easy quá. Easy quá. Easy quá. Đây là cái bàn hoa. Đây là một item, gọi là một đồ mới nhất mà mới được add vào trong đồ sắt Together. Bàn hoa này thì các bạn nên cẩn thận. Đây, để mình để từ từ đợi một chút xíu khi mà làm được con này là gì. Đây, cái bàn hoa này là một item mới nhất trong game. Thì cái bàn hoa này sẽ đi theo các bạn ở bất kỳ nơi đâu mà nó có ánh sáng thì nó sẽ đi theo các bạn luôn. Và khi bạn, nếu mà bạn muốn đốt nó, bạn bật lửa lên, bạn dí vào này thì nó sẽ có một cái tay nó nắn cho tắt lửa đi. Đấy, phụt và tắt luôn. Và đến buổi tối khi bạn chỉ cần bạn nhóm lửa thôi thì cái bàn hoa này thì ngập tức nó sẽ nhấc chân lên và đi theo bạn luôn. Khá là kiểu creepy vậy. Mình khá là ghét là cái khi mình thấy cái bàn hoa này, cố gắng tránh xa nó ra, đừng đến gần nữa. Mình đã tìm thấy kia một lần nữa. Có vẻ như ông trời đang mỉm cười với mình trong cái map này. Mình tìm được khá nhiều những chỗ có gear ngay trên mặt đất luôn chứ không cần phải xuống hang. Tại buổi đêm thì mình đang cố gắng đi thu nhặt thêm cỏ để không phí hoài tài nguyên thôi. Tận dụng nhìn mini map này để nhìn xem là những chỗ nào có cỏ và cành cây mình sẽ nhặt hết. Khi chúng ta thấy đó là mình đã nhặt tới tận đó là 85 cành cây rồi và 32 cỏ. Cỏ hiện tại đang khá là ít bởi vì mình dùng khá nhiều để làm đuốc và làm lửa. Chỗ này sẽ là coi như là một đường cùng ở đây, dead end rồi. Nhưng mà sẽ phải là quay lại thôi. Có thể ở đây sẽ có một chút xíu đường đi xuống, đi lên đây. Có thể chúng ta sẽ cùng đi xem. Khi bạn đi vào bất cứ một đường đất hoặc đường gạch nào thì nó sẽ tăng tốc chạy lại cho bạn lên một chút, boost lên một chút xíu thôi, không quá nhiều. Nhưng trong game cũng sẽ có một item đấy để boost được tốc chạy của bạn, nhưng mà item đấy thì chỉ tới mùa đông khi bạn thì bạn mới gọi là có được cái nguyên liệu để làm được cái item đấy thôi. Đây là cái đường đất, cũng giống như đường gạch vậy, khi bạn chạy vào thì nó sẽ chạy nhanh hơn. Nhưng mà sẽ lại sang một phần đất khác. Ôi, ngon quá. Ăn berry nè. Khá là nhiều ong. Sắp 99 cành cây rồi. Nhặt nhạnh khá nhiều. Bây giờ chủ yếu mình sẽ chỉ đi chặt cây thôi, nhặt cành cây, cây cỏ các kiểu để mình tích tài nguyên. Có lẽ đây cũng sẽ là đường cùng, khi mình đoán rằng đây đó là cái đường cùng gọi là của cái đường đất rồi. Thì khả năng cao gọi là gần 90% sẽ đường cùng là của cái mảnh đất này, thường thường là sẽ như thế. Mình đoán sẽ là đường cùng ở đây. Chuẩn luôn. Đây sẽ đường cùng, không còn gì cả. Trong lúc này tiện thể đốt rừng luôn. Khi bạn đốt cây thì nó thể tạo ra được than. Than thì bạn thể dùng để làm bếp hoặc là cái giàn phơi thịt. Tác dụng của phơi thịt gì thì chúng ta sẽ cùng nói trong những video tiếp theo. Sau này khi bắt đầu mình xây base. Đây nó sẽ đợi chờ lúc mà nó cháy xong rồi. Mình sẽ tiếp tục đi mở nốt phần map ở bên này đã. Có vẻ như một điều không may mắn cho mình đó là hiện tại mình chưa tìm được picking. Nhưng mình mở map được khá là rộng rồi. Hiện tại mới chỉ là ngày thứ tư mình đã mở được tương đối khá map ở đây. Chỗ này sẽ đường cùng. Nó cùng chạy về cái chỗ mà vừa đốt than. Đây là những nơi mà sẽ có than. Chop.
Molten Charcoal. Phải xây thêm một cái đuốc nữa. Bây giờ chúng ta lại đi thôi. Chúng ta lại đi ngao du thiên hạ. Có lẽ là mình sẽ trở về đây. Mình sẽ trở về tới đây, về nơi mình spawn ra, và mình bắt đầu đi xuống đồng cỏ, nơi mà sẽ có thể là sẽ có đàn bò hoặc là đàn thỏ. Những hang thỏ đấy. Lại có một thịt. Lại có một thịt to, một thịt đùi. Rồi mình sẽ làm sẵn một cái bếp luôn, anh em, một cái lửa, là cái campfire để có thể nấu được thịt hoặc nấu được thức ăn lên để ăn. Bây giờ đang đói rồi, ăn đã. Rồi đây là một chút máu. Rất nhiều QRB ở đây. Có lẽ mình sẽ né ra. Mình sẽ đi đường này để thể về được với cuộc sống tự nhiên. Easy và đơn giản. Với những cây sồi này thì khi bạn chặt nó không thì nó sẽ không ra gọi là cái quả sồi. Như cây thông là khi bạn chặt những cây lớn thì bạn có thể ra được 3 gỗ và 2 quả thông. Còn với những cây sồi này thì khi bạn chặt cây nó chỉ cho bạn gỗ thôi, chứ nó không cho bạn gọi là cái quả để bạn có thể trồng lại. Và ngay tức như mình đã nói, đây sẽ có một con thần rừng mới, đây con thần rừng lớn 3000 máu. Và khi bạn đứng cạnh thần rừng thì bạn sẽ bắt đầu bị tụt não. Con thần rừng này sẽ đi theo bạn cho tới khi nào bạn chết, hoặc là bạn dụ nó ra những đàn lợn hoặc là đàn chó sói hoặc là bất kỳ những con boss nào để có thể câu thời gian và đợi chờ nó đánh một con nào đấy thôi. Bạn hãy dụ nó ra như kiểu bây giờ mình sẽ dụ nó ra đàn nhện này để mình đánh nhau. Đàn nhện với đàn lợn này để mình có thể gọi tận dụng được gọi tối đa khả năng, bởi vì hiện tại mình không có khả năng để đánh chết được, gọi là mình có khả năng để đánh chết được mình sẽ tốn rất nhiều thời gian để thể quẩy chết được con gọi là con thần rừng này. Lại một tơ nhện nữa. Ngon hả? Đấy. Như mình đã nói, khi mình dẫn tới nó đàn lợn thì đàn lợn ngay tức nó sẽ choảng luôn. Mà với nó thì đàn lợn cũng chả cái gì. Kiểu mấy con lợn này khá ghẻ, nó bốp phát là lại quỳ hết. Đây gọi là ngư ông đắc lợi. Sau khi nó đánh xong những con gọi là con lợn rừng hoặc là những con lợn bình thường thì ngay tức nó sẽ quên bạn luôn. Nó sẽ không đánh bạn nữa, nếu trừ khi bạn đập nó thôi thì nó mới đập bạn, còn không thì nó lại kệ. Như chưa bao giờ từng quen, và đây sẽ là một nơi mà đến mùa đông và đến có lẽ là thời điểm đặc biệt nhất, đó là đến khi mà có trăng tròn thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Khi đủ tài nguyên mình sẽ giới thiệu cho. Đây là một nơi mà có thể là khá là hay và đưa cho bạn những item tuyệt vời nếu bạn đủ được và sống với bạn, có thể đến 1000, 2000 ngày luôn. Bệ đá mặt trăng. Là công việc chính của mình gọi là đi mở những nốt những cái vị trí map này thôi. Hiện tại đang đói rồi, thôi chúng ta sẽ lập campfire luôn để thể nấu thức ăn thôi. Lại có thịt tiếp. Khá là nhiều. Cho một cuộc tình. Cuộc tình giữa anh và em.
104 là đủ. Có thể ăn thêm hai cái này nữa. 129 là quá no rồi. Bây giờ thì đi tiếp mở map thôi. Điều bạn vừa thấy được đó là một con gà Tây. Con gà này nó sẽ spam bất kỳ vào buổi nào cũng được, nhưng chủ yếu một trick mình hay dùng đó là đây là con tê giác máy đó. Khi bạn lùa nó thì nó sẽ hút mọi thứ luôn, và nó sẽ hút qua và cản hết, phá hết mọi thứ trên đường, và nó hút vào bùm phát vỡ hết. Bạn có thể dùng con này để dùng nó đi chặt cây cũng được, khá là vui. Dùng nó đi chặt cây hộ đỡ tốn tài nguyên và nhiên liệu. Lại ra chỗ này và đập cái bộ xương thôi. Chưa đập bộ xương là chính. Đừng đập con Chester của tao, mấy thằng cơ hó. Wow, đây là mấy con ong đang bị stuck đây. Mấy con ong Sida đần độn đang bị stuck đây. Đừng đập Chester của tao. Chester hiện tại có 450 máu. Đó là máu mắc của nó. Chester thì bạn cũng có thể nâng cấp lên được, nhưng bạn cần khá thời gian và item để thể nâng cấp được con Chester này lên. Bây giờ thì lại ra được cánh đồng cỏ rồi. Cánh đồng này thì thường nó sẽ có hai nơi, một nơi sẽ spam ra đàn bò và một nơi sẽ spam ra gọi là đàn thỏ. Mày đánh Chester của tao này. Đánh Chester của tao. Làm thêm một ngọn đuốc nữa, sau đó lại đi chơi tiếp. Em đi chơi trăng thôi, và có lẽ ở đây sẽ là nơi spam ổ thỏ rồi, vì toàn những lỗ thỏ ở dưới này. Đây thì đi nhặt thêm cỏ về thôi. Bởi vì mình cũng đã có một cái 99 cỏ, mình sẽ lại vứt vào trong hòm tiếp. Map này hiện tại mình nhìn thì vẫn chưa có chỗ nào gọi là đẹp để thể sống được qua cả. Đây mình sẽ đốt đây một cái. Nó sẽ cháy phải, có thể lan tới hết chỗ này. Lại thêm đường đất. Ở chỗ này sẽ đi ra được ai đây? Wow, rất nhiều hồ đây. Tập trung hồ luôn. Rồi. Đây là nơi mà có thể sẽ là picking, sẽ là đang ở đây. Có thể theo mình nghĩ, bởi vì thường đây là cái đất mà để mọc chỗ cây này, và nếu mà có nhiều nhà lợn thì khả năng cao sẽ là có picking ở đây. Nếu mà rộng đất mà rộng như thế này, kiểu màu đất mà như thế này thì khả năng sẽ là picking. Không biết có đúng không? Nó cùng đi xem có đúng là picking đang đây hay không.
Nhiều nhà lợn ở đây thì khả năng cao sẽ picking nhỉ. Bận mới quan trọng chỉ cần đi tìm ra nó thôi. Where are you picking? Where are you? Pumpkin, đây là một rau mà mình có lẽ là mình thích nhất, quả bí ngô. Khi bạn ăn nó sẽ hồi cho bạn, nếu mà màu xanh thì sẽ là hồi 37,5 bằng một nửa cánh meatball rồi. Cực kỳ bá, 37,5 dạ dày. Xuống đây xem nào, Peking hàng đầu rồi. Picking không hề có đây à? Dị nhỉ. Có vẻ như may mắn đã bắt đầu không mỉm cười với mình nữa. Không hề có picking ở đây. À, với chỗ này không có. Có thể đi sang bên này một chút xem. Bắt đầu mưa. Khi mưa thì nó sẽ bắt đầu nó hiện lên ướt. Và khi nếu bạn nào bạn ướt quá, đó là trên khoảng tầm 30 gì đấy, thì bắt đầu não của mình sẽ bắt đầu tụt xuống. Bạn quá ướt, kiểu bạn cảm thấy nó khó chịu trong người. Và picking không có đây rồi. Sad quá. So sad. Hoặc ở đây xong. Cầu mong sẽ có picking ở đây. Không có. Không hề có picking à. Ok. Nó sẽ cố gắng đi mở càng nhiều chỗ càng tốt thôi. Để xem chỗ nào sẽ là nơi tuyệt nhất để đặt được base và xây dựng. Bắt đầu chuyển sang màu vàng và mình sẽ cố gắng ăn cái này trước. Picking không có ở dưới này. Thấy buồn.
Và đây sẽ đường cùng. Lên trên này xem nào. Rất nhiều item mà mình nhặt được. Và bây giờ lại là một cái mũ. Xem ở đây sẽ đi ở đâu. Đốt đi. Chúng ta đang cần than. Cần đốt để ra than thôi. Có lẽ hiện tại nơi mà mình đang nhìn thấy đẹp nhất đó chính là ngay cái chỗ spam này và xây ở đây. Đây là có lẽ là mình nhìn thấy đây chính là điểm giao nhau của hiện tại là ở hai nơi đó, là ở vị trí dưới này và ở vị trí bên này. Đây là điểm giao nhau. Thường thường thì với những người mới chơi thì mình khuyên đó là xây ở tại đàn bò. Để có thể khi boss đến thì bạn có thể chạy đàn bò để dùng đàn bò làm gọi là con vật để đập trò. Và đây đó là Mandrake. Đây là quả nhân sâm, khi bạn nhặt lên thì vào lúc buổi sáng thì nhân sâm sẽ chết luôn, sẽ gọi là ngoảo luôn và không sống được, thì bạn hãy nhặt được nó lên và bạn hãy vứt vào hòm đồ nếu mà bạn muốn để giữ cho nó thôi. Tại mình vẫn đang đợi chờ nó cháy xong để thể có được than. Đó. Chúng ta lại đi tiếp, ở đây có bốn ngã rẽ, chúng ta rẽ về bên này xem. Ok, vậy sang đầm lầy. Nhặt cái cỏ lau vậy. Nhặt cỏ lau trong đầm lầy. Các bạn nên chú ý đi trong đầm lầy, nên để ý những cái vạch màu đen đen nổi nổi lên trên đất của đầm lầy. Đó là những nơi mà xúc tu nó sẽ nổi lên khi bạn đến gần. Thì cố gắng né ra hoặc là đừng đi vào buổi chiều đấy. Những cái xúc tu đã hiện lên rồi. Cố gắng không đi ở buổi chiều, bởi buổi chiều nó sẽ khi mà ở những cái hồ mà màu đen này thì nó sẽ hiện ra đó là những con muỗi. Bạn đi gần thì sẽ bị ăn đánh bởi con muỗi này. Đấy. Đàn lợn với cả xúc tu choạng nhau sẽ thằng nào khỏe hơn. Chúng ta lại chơi trò đó là đợi chờ là hạnh phúc thôi. Ngồi hóng là chính. Thường thường thì ở những nơi mà có đầm lầy này thì là đường cùng rồi, nên mình cũng sẽ không đi khám phá hết những chỗ mà ở trong đầm lầy này. Tốn khá nhiều thời gian của mình mà mình không muốn. Mười tám cỏ lau là quá đủ với mình rồi, và ngay tức mình sẽ di chuyển ra thôi. Chuyện này có vẻ như lại là tổn nhện. Lại thấy được tiếp. Ok, có vẻ đây sẽ đồng cỏ của đàn bò. Chuẩn luôn. Đây sẽ đồng cỏ là của đàn bò rồi. Một nơi khá tốt, rộng rãi để được xây được bay. Nhưng các bạn cũng nên chú ý là đừng xây bay cạnh đàn bò, gọi là quá gần đàn bò. Bởi vì sao? Khi mà bạn xây bay quá gần đàn bò thì sẽ đến mùa nó động đực ấy, thì nó sẽ đánh tất cả những đứa nào mà đang đứng gần nó. Nó sẽ đập hết luôn, nó không quan tâm bạn là ai à. Nó sẽ choảng bạn. Nên là cũng nên cẩn thận khi mà xây bay quá gần đàn bò. Nhưng mà hình như ở đây sẽ là đường cụt rồi. Ui sổ ôi, tổ niệm 2 rồi à. Không, không phải đường cụt, ok, ô dế.
lại gặp gear. Có lẽ số mình nó quá may mắn khi đi đi còn nhặt ra gear luôn nữa. 100% một cái giáo nữa. What? Số mình phải gọi là nó quá may mắn khi mình nhặt được rất nhiều item như thế này. Và lại là một đây là túi kẹo. Túi kẹo này thì nó cũng giống như túi ba lô vậy, nhưng mà túi kẹo này thì bạn chỉ có thể để kẹo trong người thôi. À quên, là để kẹo trong túi kẹo này chứ không thể để được những item khác. 4 gear rồi. Mình nhặt được quá nhiều gear. Có lẽ đây cũng sẽ là một nơi đẹp để mình có thể xây được base. Một cánh đồng khá là rộng lớn. Có đàn bò, có thỏ. Trồng cây đây cũng tiện lợi. Một cánh đồng rất rộng luôn. Bò rất nhiều đây. Mình còn chưa nhặt phân nữa. Phân để về sao bạn thể để đi bón cây. Mê điều mình muốn tìm đó là mục đích của mình. Đó, đi tìm picking. Chứa mình đang cố gắng đi mở hết map đó để xem này, map này nó khu vực đồng cỏ này nó sẽ rộng vào tới đâu. Nó sẽ tới những cái vị trí như thế nào. Ok, mình là nhìn được phần đất bên này. Vậy là phần đất bên này sẽ là phần đất đất của cánh đồng có những con chim diều hâu. Và đây sẽ nơi spam ra được ruồi lửa. Vậy là một mảnh đất không nên xây dựng. Đợi trời tối hẳn rồi bạn hãy bật lửa lên. Đây, đây chính là nơi mà ruồi lửa, những hố dung nham thạch. Đây sẽ nơi mà ruồi lửa spam ra, bạn không nên đến gần, đụng vào nó ở đây. Đây chính là con ruồi lửa, một con boss khủng khủng trong Don't Starve to Die giờ trên mặt đất, 27.500 máu. Mình khuyên là các bạn đừng nên đụng vào nó khi các bạn không bao giờ đủ đồ. Hiện tại thì mình chưa có sức để quẩy được với nó khi mình chưa đủ item. Mình sẽ cố gắng né nó ra thôi. Đây cũng là đường cụt. Chúng ta còn đường đi lên đây nữa. Cố gắng mở hết map ra. Ok, trong lúc này thì đã có một slot để thừa ra rồi, thì lúc này mình
sẽ thời điểm mình đi vừa đi về vừa nhặt phân thôi, cho gọi là có đồ để về sau có thể làm phân bón cho cây. Chạy lông nhông tí. Cũng sắp bắt đầu sẽ là spam ra cho sói. Bạn cũng có thể nhặt rod. Rod cũng là một item mà bạn có thể dùng để bón phân cũng được. Phân đi thôi, chúng ta lại vào rừng thông tiếp. Lý do hiện tại mình chưa xây bay đó là bởi vì mình chưa tìm được một nơi nào đẹp cả, một nơi nào đẹp để mình có thể xây được một cái bay ổn định và ok. Mình vẫn đang cố gắng đi tìm một vị trí đẹp để mình xây bay. Mèo nhấn rót rồi. Lại có Mandrake. Chắc thôi. Chúng ta sẽ cùng đi sang đây xem nào, xem ở đây sẽ có cái gì. Những chỗ này là những chỗ hay rất dễ rơi gọi là rơi thiên thạch, nên mọi người lúc đi qua cũng nên chú ý và cẩn trọng. Không mà thiên thạch rơi vỡ đầu là cũng có khả năng quỳ xuống và ngoảo luôn, nếu mà đi lung tung và đi không để ý. Ok, vậy ở đây mảnh đất thứ hai mà có cái cây và đất như thế này thì theo mình nghĩ đây sẽ là nơi mà có picking, bởi vì đây sẽ mảnh đất thứ hai mà có đất như thế này. Cứ đi theo đường đất trước đã, để nó spam ra được. Chắc đi đường dưới đi, đúng rồi, picking ở đây. Ok, đã tìm ra được picking. Woo! Đến muộn quá, mấy cái quả bí ngô bị thối hết rồi, trở thành rot rồi, hơi đáng tiếc tí. Đây là picking. Ui, lại có luôn đổi đồ ở đây nữa, thơm thế nhỉ. Lại có vàng rồi. Đi đổi thôi. Đổi qua picking. Rất nhiều vàng nó ném ra, cùng với đó là cả kẹo nữa, nhưng mà hiện tại thì kẹo mình cũng chả cho mình ăn cả, nên là mình cứ để đấy thôi. Bạn có thể bấm Q và E để chủ yếu để nó xoay map.
Bạn này bấm gọi là bấm Q bấm E để bạn này gọi là bấm vào cái nút vàng dễ hơn. Hoặc không. Thì bạn là cứ giữ nút F thôi, sau đó nó sẽ nhặt hết lên. Khi nhặt đến vàng là ok. Có vẻ như hết vàng đấy. Đúng rồi, hết vàng. Ăn cái này, ăn kẹo luôn được. Ok, I'm done. Xong hết những thứ mà mình cần ạ. Đây, đây chỉ là đường vòng thôi. Đây là tượng của Gloomer. Khi mà trăng tròn thì Gloomer sẽ ra và bạn thể lấy hòa ở đây. Vậy với kiểu như thế này mình sẽ xây bay luôn ở đây vậy. Khá là gần. Lại mình sẽ xây bay ở đây. Trước tiên là làm cái đá lửa to xong. Làm cái nhà này xong. Bây giờ thấy đi ra chỗ đấy đâu. Một chút rót. Chút cành cây. Và bắt đầu đi làm. Tám ngày mình cũng mở được tương đối rộng. Map khá là rộng mà. Mở được tương đối nhiều. Bây giờ lý do mình đang đi muốn đi thêm đó là mình muốn đang muốn mở map tận dụng buổi đêm này. Không có ý định gì nhiều, mình chứa là mình đi mở thôi. Mở xem nó ra thêm được cái những gì ở đây. Ok, cũng đi về thôi. Giờ là giờ đi về và xây bay. Ok, chúng ta sẽ xây bay ngay tại đây luôn. Chính xác là ngay tại đây. Đây, lý do vì sao mình chọn đó là đây là điểm giao nhau của tất cả địa hình. Tất cả nó đều hướng mũi tên về đây. Chính ở trong cái điểm này thì bạn có thể xây bay trong này luôn. Mình đang muốn xây bay ở đây. Xây ngay trên đồng cỏ này. Hoặc nếu mà hợp lý hơn thì bạn thì xây luôn gọi là ngay cái chỗ spawn mà thì có đá bể đá hồi sinh. Chỗ cũng đất cũng khá là rộng. Chứ mình đang muốn xây ở đây nhiều hơn. Có lẽ mình sẽ xây đây thôi. Quyết định của mình. Đốt cái này để tránh ra con mèo lần nữa. Phá bệnh khá là khó chịu. Xây bay ở đây, trồng cỏ bên tay phải, trồng cỏ bên tay trái. Bụng. Xây một lửa to. Xây nhà sign machine ở đây. Sau đó bắt đầu chúng ta chế nguyên liệu thôi. Mở qua. Use later.
hai đá. Ok, xong cái này đập rồi. Đây được một chút gỗ, một chút đá. Bộ này thì phang luôn. Bắt đầu xây nào. Crockpot đâu rồi? Than đâu, than đâu? Đầu tiên là tủ lạnh này. Sau đó là đến nồi bếp nè. À, rồi. Rồi, ok, chúng ta cho thịt cà rốt và vào đây rồi, trong khi này nấu cái bếp đã. Bây giờ bắt đầu là đến giai đoạn sử dụng nguyên liệu khá là nhiều. Một mít bột chế football helmet đã, đội đầu trâu hơn. Ok, thần rừng đã hiện ra rồi. Có vẻ như số của mình chuyên môn gặp thần rừng vậy. Ok, để dụ thần rừng ra Killer Bee. Thần rừng này cũng khá là yếu, có mỗi khoảng tầm 2000 máu là cũng không quá khỏe.